lớp nail của trung tâm Honey thì trong đó có một cái bài, đó là bài thiết kế ứng dụng. Thì trong thiết kế ứng dụng có cái bài đầu tiên đó là bài cách vẽ đường thẳng. Thì cách vẽ đường thẳng nó có những cái mẹo, chẳng hạn như là cách mà chúng ta cầm cây cọ ha, chúng ta sẽ cầm cây cọ thật chặt, cầm giống như là cầm cái bút vậy đó các bạn. Tay ngón út của chúng ta sẽ đẩy thẳng ra để tì, và khi mà chúng ta cầm chặt thì cái cổ tay này nè phải nhẹ, kiểu như là chúng ta phải chặt ở đây và lỏng, nới lỏng ra nhẹ nhàng ở cổ tay. Rồi nếu như chúng ta trong cái bài của chúng ta sẽ kẻ đường thẳng thì hãy chọn cho nhân những cây cọ có đường thẳng sẵn vậy nè. Thì khi mà chúng ta vừa đặt cọ lên, chúng ta kéo một nửa thôi là đã đi hết đường thẳng rồi. Còn nếu như chúng ta chọn những cái cọ có đường lông nó mảnh hơn và nó ngắn hơn thì khi đó chúng ta sẽ khó hơn trong cái việc kéo đường thẳng. Thì chúng ta hãy mua những cây cọ thẳng như vậy để chúng ta có được những đường thẳng nhanh hơn, và cầm thật chặt nè, tay tì nè, nới lỏng từ từ nè, từ chặt cho tới nhẹ dần nha, và kéo.